Tại tỉnh Bình Dương, người dân địa phương này vô cùng hốt hoảng khi phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây. Nhận tin báo thì công an phường Tân Bình đã lập tức có mặt bảo vệ hiện trường. Đáng chú ý, nhiều nhân chứng cho biết trước khi phát hiện vụ việc không lâu, nạn nhân còn ngồi uống cà phê với bạn, sau đó lấy xe máy chạy đi. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 6 tháng 1, người dân đi ra ruộng rau muống nằm bên cạnh khu dân cư ở phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhìn thấy một người đàn ông treo lơ lửng trên cây. Nhận tin báo, công an phường Tân Bình lập tức có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh L, sinh năm 1975, ngụ thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Chiếc xe máy của nạn nhân được dựng cách đó khoảng 50 mét. Hiện trường là ruộng rau muống cách xa khu dân cư. Hiện công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.